có mặt tại hiện trường, rất đông các lực lượng cảnh sát, lực lượng quân đội của quân khu 7, lực lượng cấp cứu của các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Bất cứ nạn nhân nào được đưa ra nếu còn sống sẽ được chuyển ngay đến bệnh viện. Mặc dù lửa được dập tắt từ lúc 7 giờ tối, nhưng cho đến đêm, những xe phun nước cứu hỏa vẫn phải làm việc bởi khung nhà đã bị hun nóng gần 6 tiếng đồng hồ. Rất nhiều người thân của các nạn nhân vẫn đứng chờ suốt đêm bên ngoài hàng rào để mong tìm được thân nhân của mình. Tại bệnh viện, hầu hết những bệnh nhân được chuyển đến đều bị gãy chân, gãy tay, chấn thương cột sống, gãy cổ do họ đã nhảy từ các tầng cao xuống đường. Tụi tôi thấy khói bên ngoài và tụi tôi chạy ra thì coi như không có chỗ nào thoát hiểm hết. Tụi tôi chạy ra ngoài lan can và tôi cũng muốn nhảy xuống nhưng tôi sợ lắm. Nhưng cuối cùng tôi ngạt thở, tôi chịu không nổi. Tôi ôm lan can là coi như cái móng sói, tôi nhảy xuống dưới và tôi đi theo con đường đó, tôi xuống dưới đất, có người ở dưới đã chờ sẵn tôi. Em nhớ em nhảy xuống rồi em biết sao, nó ai cũng nói phải nhảy đi để ở trên đó là chờ cũng chết ở trên đó. Ai cũng kêu thôi tụt máng sói xuống. Phần lớn các nạn nhân vừa được phỏng vấn đều làm cho một công ty bảo hiểm của Mỹ. Sở dĩ như vậy là do công ty này có tới hơn 200 nhân viên. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tới hiện trường để khảo sát tình hình. Theo con số chính thức từ Ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến thời điểm này đã có 60 người chết.